Vậy. Nát su. Ô lửa này chỉ có nuôi rắc. Thì còn được. Rắc cũng được. Khó chơi quá. Ô lửa này cho con này Sojin được, cho con Aven Sojin nó đứng nó tăng được. Nó cũng khá là hút nẹp. Trăm ra tiền, 100% tên này ra tiền, để phục vụ hơn được. Thằng này là từ thiện thôi, từ từ, đang từ thiện thôi. No cure for fools. Ra thêm con rừng nào nữa nhỉ? Wow.
cái nước nụng đi rồi cái ô lửa này tận dụng cái nước ngon. Bỏ hết nước nôi đầm đìa đi rồi đấy. Giáp à? Mất mẹ giáp luôn. Mấy quả lừa lừa thế nhỉ. The harvest is upon us. Chưa biết chơi gì các bạn, thực sự là chưa biết chơi gì. Chơi luôn. Cái gì mình chơi cái đấy thôi bạn. Ổ lửa. Cái đậu cái ổ lửa nó đúng ngu luôn. Quá sợ. None can hide. Though many try. No cure for fools. Thank you.
rồi. Để sao ta? Bạn nào ngon hơn ta? Đéo hiểu. Má vô cái vòng xoáy của nó rồi. Vòng xoáy mỗi thứ một tí rồi. Cái vòng xoáy này là khi nào mới ra? Cái vòng xoáy này là cái vòng xoáy là khi nào mới ra? Thôi chơi kiểu upchat đi. Thì mấy con này hai rồi upchat đọc. Bỏ rồi ok. Trời ba ánh sáng ba mảnh thú. Chơi cho nó chốt. À, giờ không chú trọng mấy con đấy nữa. Ốp chim sinh đi. Death is in bloom. Không ai chơi. Ánh sáng bài này có vẻ gãy. Thằng nào cũng quỷ thư hết. Thằng nào nó cũng thuộc quỷ thư rồi. Ánh sáng là toàn đấy. Bài nửa vời vãi. Nó nửa này nửa kia vãi. Không ai lấy brain thì à? Trời ơi, để thằng này lấy được brain thì luôn nát. Cho này cái âm là được quá. Bài vợ mấy lên cái ánh sáng đi với mảnh thú á. Bài bữa đéo chịu được. Time to fight. Khóc lọ mấy cứt. Mấy cái ánh sáng mảnh thú đéo chịu được cái độ lầy. Quá sợ. Không ngon đâu bạn ơi, ánh sáng không ngon đâu bạn ơi. Mé thằng nào cũng quỷ thư hết. Thằng nào cũng ôm với quỷ thư hết. Ánh sáng ngon cái lèn. Toàn quỷ thư không. Ánh với trả sáng 8 tỷ cái quỷ thư vào mồm.
hồi cái dích 2 kìa. Mãi đời mày vậy mà win liên tục. Ánh sáng, ánh sáng mạnh thú. Khổng lồ vậy. So many souls. Ê anh em ơi, mai mốt có bài mới mạnh thú ánh sáng được á. Sao mạnh thú ánh sáng thêm tí. Kẹp Yorick vô đây à, chẳng hạn Yorick vô đây đi. À mình có 3 ánh sáng. Thì con chuột vô đây được 2 công thủ đúng không? Bắp chết lên 7. Chuột vô đây được 2 công thủ. Xong ốc chia 8 này kiếm sinh để đây. Đâu được 3 đồng đâu. Không được, không được. Nói vậy thôi. Thôi chết mẹ ra tiền làm cái gì. Thôi bỏ mẹ rồi, ra cái tiền làm cái gì đây. Ra cái tiền lại cắm lọ rồi. Kìa thì lại khắm lọ rồi. Đồ trò con này luôn. Chết để mình kiếm con gì ta, con sinh thôi, tầm này nó có sinh là chết. Mò gầm hộ âm đây là đủ vui rồi. Flee from the cold. À, tìm bữa vãi lề. Trong muốn đồ cầm tí đổi sợ đồ xin ghi. Nhờn bánh xa anh cắn hơi kinh. Chết mẹ mất con sinh luôn rồi.
thì được S2 nhưng mà mất cái găng. Mình phải bán con này đi, mình lấy cái găng tay khăn giải thuật, mình cho luôn con Mundo. Tí mình cho găng tay băng giá, khăn giải thuật cho con Rek'Sai. Chết tiếp mọi người. Chắc chết tiếp thôi. Sao không chơi được thì ghét mẹ cùng chiến như cốc mò này. À là con gì đó, đi kiếm theo Olaf à. Né, không được thì chán quá. À, xinh à. Hai con sinh rồi, auto mình có sinh đây. Quất hai con sinh vào rồi. À, mình cần sinh quá. Tiền để chết kiếm sinh á. Ôi, vừa bán nó ra nữa. Mình chẳng tiền để mua lại thôi. Đồ nó lủng củng quá anh em ạ. Thiệt đồ lủng củng, tự nhiên ra cái thìa. Cái bài mãnh thú mà tự nhiên ra cái thìa ghét vờ lờ luôn. Chẳng bao giờ tôi cần tới cái thìa bài mãnh thú. Ghét cái khủng. Ngu gì. Ra cái mãnh thú mà ra cái thìa là thấy ghét rồi. Giờ ông đào đâu ra một cái thìa nữa hả ông? Quan trọng là bạn đào đâu ra một cái thìa nữa bây giờ. Đào ở đâu ra? Mình biết là bạn kêu là ừ. Kiếm thìa nữa ấp chết thì quan trọng giờ đánh rau này nó không ra lấy cái gì có. Rau trước hồi nãy nó không được nhặt rồi. Đánh quái rau trước nó ra cái thìa giờ đấy. Không ra thìa nữa thì toan. Toan phải lèn. Chuột cùng cung đéo được. Chuột cùng cung bị lỗi, quên. Đi đi. Đi đâu đi thế? It'll only hurt till you die. Ui, mẹ giờ này sao lắm cốc mò đấy. Cùng chuyến. Chuột cùng chiến. Chuột
Trời má nó nhảy chết luôn rồi. Chết để đồng nhất. À có sinh cái phép ha. Ốp chết kiếm sinh gánh quá nhờ. The cold does not forgive. Biết đâu mình lại làm được thêm một cái cuộc chiến ở cái round ra nhặt đồ đúng không? Thôi từ từ đi. Mình lại làm được cái cuộc chiến ra nhặt đồ hay sao? Mình chơi ba cuộc chiến. Nhét Olaf vào đây. Cho con Ash cùng chiến chẳng hạn. Đây cùng chiến đây. Pinh cái lèn. Sinh hai trang. Ồ, nó lấy luôn à. Scanner 3 trang hay là cho S. Hay là cho S cái đại bác ta. S đại bác cho S ghi đam ta. Bán mẹ Rexha đi cho S đại bác cùng đao cùng cung. Bắn gây đam ta. Chết rồi. Chết bớt đi, chết bớt đi. Nè, tôi cần được nè. Trời ơi, mẹ. Gì đây bài ơi? Bài thật là khốn nạn thật đi. Má qua được con trăng này không trời. Qua được con trăng này biết đâu lấy được Nico là ngon. What the hell. Ngon chứ lắc rừng làm gì. Lắc ngọc có thay con này rồi.
bán mẹ này cho nó cũng đau luôn ta. Không có Nico rồi. Ừ có. Rồi nó nhiều. Tiền nó mà nuôi ba. Sing Tarik. Nearly time. Một trong hai thằng chết đi. Ừ, tóc ba. Tarik làm cái gì? Khỏi đi. Quá, giờ nó lại ra. Sai. Ừ, kệ đi, tới đây là vui rồi. Ừ, lắc ngọc nè. Bỏ con gì đấy? Bốn ngọc, bỏ sinh luôn đi. Bán mẹ sinh luôn đi. Lắc đứng trên tan luôn. Bốn ngọc châu quá. Ngon, bốn ngọc châu quá. Bốn ngọc chơi được anh em ơi, bốn ngọc chơi được. Bốn ngọc chơi được. Bốn ngọc là ở cái tầm. Thằng này chết chưa? Ấy sao đéo chết? Đạo sách. Ngày dễ chết kinh quá mọi người, ngày dễ chết kinh quá. À một cú. Ôi giờ ra sinh nó lại tiếc vãi lên. Tiếc thì tiếc chứ tên đấy mà không có là con này chết rồi ha. Chết mẹ rồi. Tên đấy mà không có là chết rồi, không tiếc, không tiếc, không nên tiếc. Tiếc cái làm gì. Cái thép không bỏ được. Tiếc cái gì nữa anh em. Tới tên này mà sống được một cái nhặt đi à, cái thì rồi nha. Cho thêm được con ngọc này ra nữa. Sống đi, sống đi, sống đi. Ừ, hình như hồi nãy thằng này hình như đánh đâu có lại mình đâu. Tôi nhớ không nhầm. Đó, đắt được bắn được phát kìa. Bắn phát đó. Ừ, nó chết rồi, top 2 rồi. Thì ma vũ, ma vũ, ma vũ. Hai găng. Không nhặt được thì hai găng thôi. Vậy lề rồi thôi, top 2 thôi, top 2 thôi. Dừng ở đây thôi mọi người ơi. Làm gì mà được đi. Má tưởng đâu, nằm đâu top 7, top 8 lên thành top 2. Dậy. Ôi, đây thách đấu rồi nè.